được tài khoản mạng xã hội có tên Nong Nần 9 đăng tải hôm 11 tháng 11. Đến nay đoạn video ghi lại ở công viên sư tử Suri Ayutthaya đã thu hút tới 10 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận. Đa số người xem đều bày tỏ sự ngạc nhiên trước cảnh tượng trong video. Nhìn xa, tôi cứ ngỡ như họ đang ôm gấu bông hay gối ôm. Nhưng khi lại gần, thật không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt, du khách đăng tải video chia sẻ. Nằm cách Bangkok khoảng 70 km, công viên sư tử Suri Ayutthaya từ lâu đã nổi tiếng và gây ấn tượng cho du khách bởi những cảnh tương tác thân thiện giữa con người và các loài động vật hoang dã. Công viên này không đơn thuần là điểm đến vui chơi, giáo dục về bảo tồn động vật hoang dã. Du khách tới đây còn có thể tìm hiểu lịch sử của vương triều Ayutthaya thông qua công trình cổ vẫn được lưu giữ. Công viên sư tử Suri Ayutthaya mở cửa tất cả các ngày trong tuần, thời gian từ 8:30-17:00. Công viên sư tử Suri Ayutthaya, cách Bangkok khoảng 70 km, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đoạn video ghi lại cảnh tượng du khách tương tác thân thiện với sư tử được đăng tải trên mạng xã hội. Video này đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận, với nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước cảnh tượng hiếm gặp. Công viên này không chỉ là điểm đến vui chơi, giáo dục về bảo tồn động vật hoang dã mà còn lưu giữ những dấu ấn lịch sử của vương triều Ayutthaya, thu hút đông đảo du khách ghé thăm.